Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 185. Đây là luân hồi thiên đế tự mình bố trí đế trận vô thượng. Hôm nay ở dưới điệu trần tông thúc dục, tuy xa xa không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Thiên đạo tôn giả, nhân đạo tôn giả, tu là đạo tôn giả, giống như là chân tinh của thiên địa đại đạo, bộc phát ra lực tượng vô cùng khủng bố âm âm tu là đạo tôn giả thiền thủ thiền nhãn như trật tự thần điên đan vào sáng chói chói mắt phong tỏa cương tương nam ở trong một mảnh hư vô Ngày sau đó kiếm quang chữ nhân ngang trời xiết đến bắn về phía mi tâm cùng đan điền của cương tư nam ẩn chứa một tia phong mang xuyên thủng hết thảy cuối cùng thiên đạo tôn giả quyền mang mênh mông một quyền oanh rơi ba nghìn đại thế giới tạo thành một đoàn đem một đoàn tịch diệt thần quang hoàn toàn bao phủ lấy khương tư nam vào giữa âm âm giống như đàn tiền nổ lớn thần quang vô tận bắn về phía tứ phương tất cả vật chất chôn vùi thành hư vô ở một sát na quang minh cực hạn kia cuối cùng hết thảy quy về hắc ám khương tư nam đã chết rồi sao hết thảy mọi người trong đội tâm đều sinh ra một nghi hoặc Đế trận vô thượng tạo thành tam đại tạo tôn phát ra công kích cực hạn, chỉ sợ coi như là một nửa bước tiên đế cũng sẽ hóa thành tro bụi. Mà Khương Tư Nam là một thần vương, ở dưới một kích khủng bố như vậy, có lẽ cũng hóa thành tro bụi đi ở nhà. Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tặc ăn cắp chí bảo cùng truyền thừa của thái sở thánh địa ta, còn như tù vi cường thịnh trở lại cũng không cách nào đối kháng thiền uy. Không sai, luân hồi thiên đế lưu lại đế trận, chính là át chủ bài lợi hại nhất của thái sư thanh địa ta khương từ nam hắn cũng không có cách nào chống cự được những trưởng lão hận khương từ nam thấu xương kia ánh mắt cả đám vô cùng âm trầm lộ ra thần sắc vô cùng dài hận Cả <laughs> người xác định cái phá trận này có thể giết ta sao vừa lúc đó một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên tất cả mọi người biến sắc cái gì khương từ nam chưa chết sao trong ánh mắt của bọn hắn đều đổ ra thần sắc có có thể tin. Ở trong vụ nổ khủng bố ấy, Khương Tư Nam lại vẫn có thể sống sót. Tiểu từ này mạnh như thế nào? Trong hư không hào quang lập lòe, Khương Tư Nam phảng phất như lăng không từ trong bóng tối xuất hiện. Tuy sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt đấy, nhưng mắt lại cực kỳ sáng ngời. Vừa rồi một cái kia, xác thực rất là khủng bố. Tam đại đạo tôn phối hợp diệu đến đỉnh phong, ra tay tầm đó không mang theo một tia khói lửa chi khí như là quy tắc thiên đạo vận chuyển xác định vận mệnh vẫn là của cường tử nam với một kích kia chỉ dẫn nửa bước tiền đế cũng sẽ chết tiền đế chính thức không thể không thận trọng đối đãi nhưng ở trước mắt sinh tử Cường tử nam đột nhiên phúc trí tâm linh xa vào một loại cảnh giới vô niệm vô tưởng hồng bông thế giới bao vây hắn lại một kích cường đại kia trực tiếp đánh vào hồng bông thế giới thiếu chút nữa đánh nổ hồng bông thế giới nhưng hồng mông thế giới ở dưới hồng mông tạo hóa tháp trấn áp tuy thiên băng địa liệt hết thành hóa thành hư vô nhưng cuối cùng để vững chắc được hơn nữa khương tư nam cảm giác hồng mông thế giới ở trong một kích này nhiễm lên một tia khí tức luân hồi ẩn ẩn nhiều thêm vài phần bất động nhưng khương tư nam vẫn còn có chút quá bất cẩn tiểu thế giới chính là căn bản của cường giả tiên đạo nếu là những người khác còn như nửa bước tiền đế bị một kích này oanh trúng kiểu thế giới nghiền nát sẽ thần tử đạo tiêu. Cũng chỉ có hắn, có hồng vông thế giới, chắc chắn khổng lồ. Hồng vông tạo hóa tháp trấn áp cản khôn mới có thể xuất hiện kết quả thành ra như vậy. Không có khả năng, lục đạo luân hồi đại trận, ngay cả tiền đế chính thức cũng có thể trấn áp. Người chỉ là thần vương cảnh, làm sao có thể không chết được. Và giờ phút này, ngay cả liễu trần tông cũng có chút biến sắc. Có thể huyện hóa ra tam đại đạo tôn đó là cực hạn của hắn ta Giờ phút này Chỉ có đế cấp chính thức Mới có thể hoàn toàn thúc giục Lục đạo luân hồi đại trận Không có gì là không có khả năng Cái này là lục đạo luân hồi đại trận Do tình nghịch đồ luân hồi kia tạo ra sao Cũng không gì hơn cái này Để cho ta tới nhìn xem Lực lượng chính thức của lục đạo luân hồi đại trận Là thế nào Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng Thần hóa thần hồng Cực tốc vọt về phía đám người diễu trần tộc nhưng trong nội tâm Khương tương Nam lại có ý nghĩ khác. Lợi dụng lục đạo luân hồi đại trận đến thôi động hồng bồng thế giới, phát sinh lột xác. Vừa rồi một tia khí tức luân hồi kia, bạc nhược, yếu kém. Nhưng Khương tương Nam lại rất rõ ràng cảm giác được tia khí tức luân hồi này đối với hồng bồng thế giới còn có chỗ tốt rất lớn. Ta không tin người thật sự có thể ngăn cản lục đạo luân hồi đại trận. Tất cả tiên vương cảnh đền cho ta, trấn giết cái này đi. Liệu Trần tổng rống lớn bỏ tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát cơ ngập trời, sâu sâu sâu. Tiên vương trưởng lão của Thái Sở Thánh Địa, cả đám ngang trời bay đến, rơi vào trong mắt trận, toàn thân tiền nguyên lực dâng đi. Hơn nữa đồng thời thiêu đốt tánh mạng bản nguyên của mình, trong ánh mắt lộ ra nét điên cuồng. Trong lòng của bọn hắn sinh trầm một loại e ngại không hiểu. Nếu ngay cả lục đạo luân hồi đại trận cũng không đối phó được Khương Tư Nam, vậy đến tột cùng thế nào mới có thể đối phó Khương Tư Nam đây. Chẳng lẽ thật sự phải đợi Luân Hồi thiền Đế trở về sao? Chỉ sợ chờ Luân Hồi thiền Đế trở lại, cái gọi là Thái Sơ Thánh Địa đã không tồn tại rồi. Âm, âm. Song đạo thần quang sáng chói bay thẳng thương khung, như là sóc cái trụ trời, cao tới mấy trăm vạn trượng, tản ma trạc khí tức sinh tử tiêu tan, chăm chú vây Khương Tư Nam ở trong đó. Giết, giết, giết. Theo điệu Trần tổng thét toàn một tiếng, tất cả tiên vương trưởng lão cũng bắt đầu quát lớn trong thành ngầm của bọn hắn phảng phất như ẩn chứa một tia chấn động muốn tan vỡ linh hồn hoảng sợ như thiên uy sự ba chấn tất cả đệ tử của thái sở thánh địa sắc mặt tái nhợt cỏ quắp ngã xuống đất mà ở trung ương sáu trụ trời thần quang tràn ngập phảng phất như trong nháy mắt xuất hiện thế giới triệt để với khương từ nam bên trong từ nam đừng có tới tìm ta hai người chúng ta vĩnh viễn không có khả năng khương tư nam chợt thấy trước mắt xuất hiện bộ dạng của hoàng tiên y một thân áo trắng phiều phìu dục tiên nhưng trên mặt lại mang theo vệt nước mắt nhu nhược đáng thương trong ánh mắt nhìn về phía khương tư nam tràn đầy không bỏ cùng ai oán lại có thể câu dẫn ra ta nhớ lại lòng của ta hình thành huyễn cảnh ư cái này là lục đạo luân hồi đại trận sao trong nội tâm của khương tư nam sinh ra một loại gợn sóng nhưng lập tức liền trở nên giếng nước yên tĩnh ánh mắt của hắn vô cùng tỉnh táo một quyền oanh rơi thân hành của hoàng thiên y nát bấy nhưng huyễn cảnh không có biến mất trước mắt lại xuất hiện bộ dạng của nam ngưng vân cùng khương tử hiên từ nam màu tới với mẫu thần hai từ đáng thương của ta từ nam ta sẽ bảo vệ con sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ con của ta nam ngưng vân cùng khương tử hiên vẻ mặt thương yêu nhìn khương tư nam đưa tay về phía khương tư nam trong nội tâm của cương tư nam có chút đau xót phảng phất như có một tiêu hoảng hốt cơ hồ muốn vươn tay ra nhưng hắn đột nhiên lắc đầu trong ánh mắt lộ ra sát cơ rừng rực như thực chất thái sở thánh địa các người quả thực là đang tìm chết thái sở thánh địa một lần lại một lần huyễn hóa ra những cởi trọng yếu nhất trong lòng mình là muốn mê hoặc tâm trí của hắn sau đó thừa cơ hạ sát thủ nhưng cương tư nam đột phá đã đến thần vương chi cạnh khám phá sinh tử tâm tình đã sớm trở nên thâm trầm như biển sâu. Lục đoạn luân hồi đại trận lại vẫn có thể mây hoặc được hắn, hình thành huyễn cảnh, đối với toàn đại trận này khủng bố đến mức nào. Khương Tư Nam nổi giận, toàn thân tản mát ra kim quang ngợp trời. Tiếng lòng gầm kinh thiền động địa, theo một tiếng thái cổ tổ long ngâm sướng, song âm cuồn cuộn lan tràn ra. Những huyễn cảnh kia giống như bọt biệt, nhào nhào rách nát. Vèo! một đạo kim quang bay thẳng thương khung. Khương Tư Nam tay cầm hỗn độn thần thương, tóc dài phiêu tán, trong ánh mắt tản mát ra sát cơ, đánh về phía Liễu Trần Tông. Hỗn độn thần thương tựa như một trụ trời, kim vang rừng rực, mang tất cả thiên địa. Một lực lượng xuyên thấu đâm rách hết thảy, vậy mà xuyên thấu qua lục đạo luân hồi đại trận, bay thẳng đến mi tâm của Liễu Trần Tông. Cái gì? Liễu Trần Tông biến sắc, không cần suy nghĩ, trực tiếp thúc giục lục đạo luân hồi đại trận, trước mắt tràn ngập màn ánh sáng màu xám ngăn lại hỗn độn thần thương nhưng một kích này quá nhanh ẩn chứa một khí tức tức giận của khương tư nam thường mang xuyên thấu qua hư không vô tận vậy mà đâm trúng mi tâm của liễu Trần tông để lại một vệt máu con mắt của liễu Trần tông lập tức đỏ bừng lên giết hắn cho ta hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sinh mệnh bản nguyên bắt đầu thiêu đốt ở trên không thiên đạo đạo tôn nhân đạo đạo tôn cùng tu la đạo đạo tôn lại xuất hiện phảng phất như thiên đế vô thượng từ cổ chí kim đã tồn tại mang cho khương tư nam một loại áp lực cực kỳ lớn âm âm tam đại đạo tôn bay về phía cường tư nam thoạt nhiên cực kỳ tùy ý nhưng ra tay lại ngăn bản không có bất kỳ biện pháp nào trốn tránh giống như mặt trời vĩnh viễn mọc lên ở phương đông và lặn về phương tây pháp tắc thiên địa vận chuyển ở đúc tam đại đạo tôn ra tay bay ra vô cùng tinh tế. Khương Tư Nam lập tức bị thiên đạo đạo tồn oanh trúng. Thân thể của hắn run run, run phảng phất nhiệt lực phủ ngụ tạng hoàn toàn bị chấn thành nát bấy. Ngày sau đó là kiếm quang của nhân đạo đạo tôn. Vô số chữ cổ xuất hiện trên hư không, tàn bát ra các loại hàm nghĩa bất độc, bắn về phía mi tâm cùng chỗ hiểm của hắn. Long con! Thương bằng trong tay Khương Tư Nam đầm rách cả vân tiêu, trực tiếp cùng kiếm quang của nhân đạo đạo tôn đụng vào nhau ở nơi trên thường mang ẩn chứa lực truyền thống tổ long bảo thuật cùng lôi đế tiên kinh cũng bị khương tư nam ngưng tụ ở trên mũi thương những chữ cổ trên hư không kia cả đám bị chấn thành đát bấy âm âm quyền mang kinh tiêu khương tư nam nhìn cũng không nhìn sau lưng trực tiếp oanh ra một quyền tổ long thần âm tràn ngập cùng tu la đạo, đạo tôn đối chiến một kích giờ các này Khương Tư Nam không có ý né tránh Bởi vì hắn biết rõ Còn như tránh né cũng không có tác dụng Đối mặt với tam đại đạo tôn này Tuy áp lực cực lớn Nhưng chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng Đến đây đi Ta ngược lại muốn nhìn xem Tam đại đạo tôn đến tột cùng lợi hại cỡ nào Trong ánh mắt của Khương Tư Nam Chiến ý càng ngày càng mạnh Hắn ta cầm hỗn độn thần thương Trên đỉnh đầu cửu long thần hỏa lô Quanh thần có thái âm thần thủy Cùng bản nguyên chi hỏa vườn quanh dùng một loại tự tin vô địch hậu thế công giết về phía tam đại đạo tôn tùy mẫu kích của khương tư nam đều phảng phất như bị tam đại đạo tôn dự liệu trước được nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn từ bỏ kỹ xảo để lựa chọn dùng lực phá phản pháp hôm nay thân thể của hắn có thể so với tiền thiền linh bảo cực phẩm ẩn chứa một tiệm bất hủ cùng khí chất thần bí cho nên coi như là tam đại đạo tôn ra tay vô cùng khủng bố nhưng vẫn không có cách nào một kích diệt sát Khương Tư Nam. Ở nữa, thân thể của Khương Tư Nam có sức khôi phục rất mạnh, cho nên tam đại đạo tôn cùng Khương Tư Nam chiến đấu, vậy mà trong lúc nhất thời xa vào trạng thái giằng co. Nhưng Liễu Trân Tông cùng những tiên vương trưởng đạo khác chỉ có thổ huyết, phải biết rằng tam đại đạo tôn này tất cả đều là lục đạo luân hồi đại trận biến thành. Căn bản không phải bọn hắn có thể thúc giục ra, toàn bộ nhờ tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cùng tinh huyết nếu mà Khương Tư Nam cùng với Tam Đại Đạo Tôn chiến tiếp như vậy, chỉ sợ Khương Tư Nam không có chết, bọn hắn trước bị mệt cho chết rồi. Âm uhm, âm. Uhm. Thân thể của Khương Tư Nam đến cuối cùng phản phất như trở nên dần dần hư vô. Nhưng tất cả mọi người không có chú ý. Trong thân thể hắn, phản phất như ẩn chứa một thế giới như thủy tinh, lực lượng vô cùng cương đại của Tam Đại Đạo Tôn, đến cuối cùng đều bị Khương Tư Nam xảo diệu chuyển rời đến trong hồng bồng thế giới. Hương Tư Nam cũng cảm giác được khí tức luân hồi trong hồng bông thế giới càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng cơ hội muốn tạo thành hoàng tuyền tử vực, cực kỳ thần bí và khó lường. Mà hồng bông thế giới cũng càng ngày càng chắc chắn, cơ hội bắt đầu tản mát trà khí tức bất hủ rồi. Hồng bông tạo hoa tháp bắt đầu ông ông run rẩy hẳn lên, phảng vất như cảm thấy cái gì đó để cho nó cực kỳ ưa thích. Vậy mà bắt đầu tạo thành vòng xoáy cự đại. Vòng xoáy cửu sắc ngập tràn ra, những khí tức luân hồi kia đều bị hồng bông tạo hóa tháp thôn phệ hết hồng bông tạo hóa tháp phản phất như có chút không vừa ý vòng xoáy thôn phệ trở nên càng lúc càng lớn đến cuối cùng cơ hội tạo thành phong bạo bắt đầu từ trong thân thể khương tư nam tràn ra âm âm lục đạo luân hồi đại trận bắt đầu run rẩy thần quang vô tận tàn ra sát cơn ngập trời tên cả tam đại đạo tôn bắt đầu vây giết lấy về phía khương tư nam trong nháy mắt khí thức của lục đạo luân hồi đại trận thăng vọt gấp 10 lần sát cỡ ở trung ương nhất như uyên như biển phảng phất như có thể chôn phùi tất cả đây là có chuyện gì liễu trần tâm cùng các tiên vương trưởng đáo biến sắc mặt bọn hắn không nghĩ ra vì sao lục đạo luân hồi đại trận sẽ phát sinh biến hóa kinh người như thế lục đạo luân hồi đại trận chính là luân hồi thiên đế bố trí xuống nghe nói ở trong luân hồi thiên đế để lại một tiên nguyên thần chẳng lẽ là một tiên nguyên thần của luân hồi thiền đế thức tỉnh muốn diệt sát Khương tư nam sao một vị tiên vương trưởng lão bỗng nhìn nghĩ tới điều gì trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động rất có thể đấy ha 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 lực lượng gấp mười lần xem ra lúc này đây Khương tư nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ không sai loại y lực khủng bố này phải vỡ hết thảy chỉ sợ coi như là cường giả tiền đế tới đây cũng bị thương nặng cường tư nam khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ đợi chút nữa hồng mông tạo hóa tháp sẽ bay ra. Bảo vật tất có linh tính, nhất định phải giám sát chặt chẽ hồng mông tạo hóa tháp. Cả đám tiên vương trưởng táo đều sắc mặt đại chấn, chăm chú nhìn chằm chằm và lục đạo tuân hồi đại trận. Chỉ có liễu chân tông nhíu mày, hắn cảm giác được có chút không đúng, đến cuối cùng thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi đến tiếng kinh hồ. Không xong rồi, khí tức của lục đạo luân hồi đại trận đang suy yếu, cường từ nằm muốn phá trận mà ra. Cái gì chứ? Tất cả tiên vương trưởng lão đều giống như chết cha chết mẹ, sắc mặt vô cùng khó coi. Âm, âm. Lục đám luân hồi trận tàn mát ra một cỗ khí thức hủy diệt hết thảy. Đột nhiên bành trướng lên, như đại hải lao nhanh. Ngay cả sáu căn trụ trời cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tiền phòng cổ đáng, mọi người mơ hồ chứng kiến ở trung ương lục đạo luân hồi đại trận, xuất hiện một vòng xoáy thần bí. Màn lục đạo luân hồi đại trận phát tán trần năng tượng cường đại, tất cả đều bị phòng xoáy kia thôn phệ âm âm lôi đỉnh run run toàn thân cương tư nam tản mát ra kim hàng ngập trời tóc đen tung bay từ trong phòng xoáy đứng dậy ánh mắt thì phẳng phất như ẩn chứa hai tiền giường sáng chói chói mắt lục đạo vân hồi đại trận giữa phút này bị nam hồng mông tạo hóa tháp cơ thể của cương tư nam dẫn dắt bắt đầu thôn phệ cùng hấp thu một tia ký tức luân hồi bắt đầu vần quanh về phía cương tư nam cái này chẳng lẽ là hồng bông tạo hóa tháp sao? Ánh mắt của Liễu Trần Tông chấn động, bỗng nhìn nghĩ tới điều gì, không khỏi thốt lên. Ngoài trừ hồng bông tạo hóa tháp, còn có lực lượng gì có thể cắn nuốt lục đạo luân hồi đại trận do luân hồi thiền đế lưu lại? Phản phất như đã số mệnh gặp nhau, thay sở thiền đế lưu lại hồng bông tạo hóa tháp, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lục đạo luân hồi đại trận. Chỉ một lát tầm đó, lực lượng trong lục đạo luân hồi đại trận điền biến mất hơn một thành phải biết rằng đây chính là đế trận vô thượng ẩn chứa pháp lực mênh mông của luân hồi thiên đế nhưng hôm nay lại bị hồng bông tạo hóa tháp thôn vệ diệt hắn đi lục đạo luân hồi đại trận không thể hủy trong tay chúng ta nếu không thay sự thánh địa thật sự sẽ xong đời đấy liệu trần tông nhìn về phía khương tư nam thì thường giống lớn một tiếng trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng hắn rút cuộc cảm giác được sợ hãi ngay cả luân hồi thiên đế lưu lạc đế trận vô thượng cũng không làm gì được khương từ nam vậy còn có thể có cái gì đối phó với hắn đây âm âm chính giữa thái sở thanh địa một đạo kim quang lập lòe bay ra hóa thành âm dương thái cực đồ sáng chói chói mắt ở bên trong hư không xuất hiện một bếp lò màu trắng đen tản ba trà ký thức cổ xưa bao la mở mịt thần bí mảng mênh mông thái sơ âm dương lô cái này chính là chí bảo phụ thượng của thái sở thanh địa hôm nay cảm giác đến thái sơ thánh địa cầm được nguy nan tự động bộc phát ra thần quang trấn áp về phía khương tư nam thái sơ âm dương lô có thể luyện âm dương có thể luyện thiên địa có thể hóa càn khôn có thể dùng tạo hóa thần bí khó lường chính là trí bảo vô thượng của thái Sơ thánh địa nghe nói là thái sơ thiền đế từ trong hỗn độn lấy ra được thái sơ thiền bối lưu lại bảo vật sao khương tư năm ngẩng đầu nhìn thái sơ âm dương lô nhìn xem hắc bạch thái cực đồ trên hư không trong ánh mắt lộ ra bi ai nhàn nhạt, nhạt, thái sơ thiên đế bỏ mạng nhưng hắn đều lại trí bảo lệnh như cụ ở trong thái sở thánh địa khương thứ năm ngẩng đầu tóc sải tung bay nhìn xem âm dương lô bên trên hư không nhàn nhạt, nhạt, nói ta biết rõ đã đến tình trạng như ngươi bực vậy thì khẳng định đã có linh trí rồi thái sơ thiên đế cho người tánh mạng là phụ thân của ngươi nhưng hắn bị tên nghịch đồ luân hồi thiên đế kia ám hại Chẳng lẽ người còn muốn trợ trụ vì ngược sao Thanh âm của Khương Tư Nam rời xuống Thái sở âm dường lồ Vậy mà rung rẩy lên Ẩn ẩn có xu thế muốn đỉnh trệ Ở trong hư không Thân sắc của điệu Trần Tông đột nhiên biến đổi Lớn tiếng nói Đạo tôn, đừng có nghe hắn nói lung tung Hôm nay thái sở thiền đế vẫn còn Ở trong hỗn độn vực hải Làm sao có thể vẫn làm Tiểu tử này trộm cắp hồng bồng tạo hóa tháp Cùng thái sở thiên đế truyền thừa Kinh xin đạo tôn lập tức trù sát hắn Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói Thái Sở Thiên Đế có chết hay không Ta tin tưởng ngươi khẳng định là rất rõ ràng Hắn đã bị tên nghịch đồ Luân hồi kia phản bội Chính là sự thật không thể tranh cãi Ta chính là truyền nhân chính thức Của Thái Sở Thiên Đế Người thật sự không biết sao Trong ánh mắt của Khương Tư Nam Đột nhiên bắn ra một đạo thần điểm sáng chói, Mang theo vô số tin tức dùng nhập vào Thái Sở Âm Dương Đô Tiếp xúc được cổ tin tức này Thái Sở Âm Dương Đô càng run rẩy, anh ẩn có một loại cảm giác phẫn nộ tràn gặp ra. Không tốt. nếu Trần Tông cùng các trường lão đều biến sắc. Trong thái sơ âm dương lô, xác thực có khí linh nguyên vẹn, hơn nữa cực kỳ cường đại. Trước kia luân hồi thiền đế mấy lần mơ tưởng diệt sát khí linh trong đó, nhưng căn bản không có biện pháp, cho nên mới để thái sơ âm dương lô tiếp tục trấn áp ở trong thái sơ thánh địa. Chỉ đã không nghĩ tới hôm nay, thái sơ âm dương lô đối mặt dĩ nhiên là người thừa kế chính thức của Thái Sở Thiên Đế. Vừa rồi Khương Tư Nam phát ra tin tức, liền biểu độ hắn là người thừa kế của Thái Sở Thiên Đế chân thật đáng tin. Thái Sở Thiên Đế chưa chết. Vừa lúc đó, Thái Sở Âm Dương Lô tản mát ra thần điểm chấn động. Nhưng câu thần điểm này lại để tất cả mọi người đại biến sắc mặt. Cái gì chứ? Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, lập tức trở nên kinh hỉ vô cùng nếu thái sở âm dương đồ là bảo vật của thái sở thiên đế vậy nó có lẽ có thể cảm giác đến thái sở thiên đế tồn tại nó nói thái sở thiên đế chưa chết vậy tám trên phần mười đã sự thật kinh xin đạo tôn cáo tri hạ lạc của thái sở thiên đế hắn không phải ở hơn một vạn năm trước bị tên nghịch đồ luân hồi kia giết chết rồi sao trong ánh mắt của cương tư nam lộ ra tiếng nghi hoặc thái sở thiên đế chưa chết hắn ở một chỗ rất xa ân oán của các người ta không muốn tham dự. Nguyên đài thay sở thiên đế thời gian dài như vậy không có trở về xem ta là vì bị tên nghịch đồ tuần hồi kia phản bội. Ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Người thừa kế cảm ơn ngươi. Thay sở âm dương lô phát ra thần niệm giống như hài đồng. Sau đó có một tia kim quang bắn vào trong vi tâm khương tư nam. Thay sở âm dương lô thì xé rách hư không, trốn vào không gian loạn lưu vô tận thân sắc của đám người liệu trần tổng lập tức trở nên vô cùng khó coi thậm chí trong ánh mắt còn có một tia hoảng sợ không che giấu được thái sở thiên đế thật sự không có chết sao nếu thái sở thiên đế không chết chứng kiến bọn hắn nhận tạc làm chủ sẽ bỏ qua bọn hắn không tất cả mọi người cảm thấy khí tức băng hàn bao phủ ở trong lòng thậm chí ngay cả cường từ nam cũng chẳng quan tâm rồi mà thái sở âm dương đồ bắn ra kim quang dĩ nhiên là một đạo hỏa diễm rừng rực ẩn chứa lực lượng âm dương sinh diệt trực tiếp dung nhập đến bản nguyên chi hỏa bản nguyên chi hỏa sương mù lóng lánh vậy mà trong nháy mắt trở nên hư ảo càng thêm khủng bố hơn tiền vương đỉnh phong trong ánh mắt của khương tư nam lộ ra một tia tinh mang hắn thật không ngờ thái sơ âm dương lô cho hắn một phần lễ vật lớn như thế trực tiếp đưa hắn bản nguyên chi hỏa tăng lên tới tiền vương đỉnh phong nói cái khác hôm nay chỉ dựa vào bản nguyên chi hỏa là hắn có thể diệt sát cường giả tiên phương. Có thể nói bản nguyên chi hỏa đã đạt đến trình độ cực hạn rồi. Về phần tiên đế, vậy chẳng những cần vô số thiên tài địa bảo, cũng cần có cơ duyên to lớn. Âm âm, đã không có thái sở âm dương độ trấn áp, đục đạo luân hồi đại trận bị cường tường nam hấp thu càng nhanh, đến cuối cùng trên trời dưới đất đều nhấc lên khí cuồng cuồng bạo. Liễu Trần Tông cùng các cường giả tiên vương nhìn lục đạo luân hồi đại trận trước mắt đã gần như sụp đổ trong ánh mắt cả đám lộ ra thần sắc kinh sợ. Thậm chí có chút ít tiền vương trưởng lão bắt đầu quỳ lại. Luân hồi thiên đế, nếu ngài không hiển linh, thái sở thanh địa sẽ bị hủy trong tay ma đầu này đấy. Luân hồi thiên đế, cầu xin lão nhân ra người giết ma đầu này đi. Các tiền vương trưởng lão của thái sở thanh địa, cả đám khẩn cầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thậm chí, có người trực tiếp quỳ xuống triều bái về phía lục đạo luân hồi đại trận. Lục đạo luân hồi đại trận chính là luân hồi thiên đế để lại, trong đó ẩn chứa một tia luân hồi thiên đế nguyên thần. Tất cả mọi người đều tin, nếu một tiên nguyên thần kia thức tỉnh, nhất định có thể diệt sát Khương Tư Nam. Oanh! Trong lục đạo luân hồi đại trận, phong bạo cuồn cuộn, ngay cả tam đại đạo tôn hóa thân cũng bắt đầu hóa thành điểm điểm hào quang, dung nhập đến trong khổng bồng tạo hóa tháp. Đến cuối cùng, sáu trụ trời run rẩy kịch liệt. Ngay thời điểm sắp giải thể, một cỗ khí tức vô cùng khủng bố tỉnh lại. Là ai? Thanh âm kia giả đùa mà uy nghiêm, tràn đầy khí tức thần bí. Phảng phất như để người sau khi nghe sẽ cảm giác được toàn thân run rẩy, nhịn không được mà quỳ lại. Thần sắc của đám người liệu trần tông thì đột nhiên biến đổi lộ ra nét cuồng hỉ. Ha 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 ha, là luân hồi thiên đế hiển linh, ta biết ngay mà, luân hồi thiên đế sẽ không vứt bỏ chúng ta đâu. Các tiền vương trưởng lão, cả đám quỳ lại. Luân hồi thiên đế, người này đã nhận được hồng bông tạo hóa tháp cùng thái sơ thiên đế truyền thừa. Hôm nay vọng tưởng diệt thái sở thanh điện chúng ta, cầu xin luân hồi thiên đế ra tay diệt sát kẻ này. Liễu Trần Tông cũng quỷ gối trong hư không, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong trục đạo luân hồi đại trận, Khương Tư Nam cũng đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn trên không trung sáu trụ trời, hình thành một gương mặt cực bự. Đó là một bộ dạng trùng niên, lông mày như trường kiếm, mục như lãng tinh, trên khuôn mặt phảng phất nhưng mang theo một loại khí chất tà dị, thầm thúy và thần bí, để cho người ta xem xét, phảng phất như muốn chìm vào bên trong đó. Luân hồi thiên thế. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, trong ánh mắt không có chút ý sợ hãi nào cả nhìn chăm chăm vào gương mặt trên hư không kia. Là ngươi đã nhận được hồng mông tạo hóa tháp ư. Luân hồi thiên thế nhàn nhạt, 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 nhìn thoáng qua Khương tư nam, giống như nhìn một con sâu cái kiến. Bỗng nhiên trên hư không, thò ra một cánh tay, đột nhiên trả về phía Khương tư nam. Phản phất như thiên đạo pháp tắc chung quanh đều rách nát. Khương tư nam cảm giác toàn thân siết chặt, bị một loại lực lượng thần bí áp bách, không cách nào nhúc nhích mà hồng bông tạo hóa tháp phảng phất như ông ông run rẩy muốn thoát ly thân thể của hắn trong ánh mắt của khương Tư nam lập tức tuôn ra lửa giận ngập trời thật không ngờ luân hồi thiên đế khinh thị hắn như thế trực tiếp ra tay cướp đoạt hồng bông tạo hóa tháp phảng phất khương Tư nam như một con sầu cái kiến tiện tay có thể bóp chết phá cho ta khương Tư nam gào thét toàn thân kim quang sáng chói thần được vô tận bạo phát ra hư không chung quanh đều phá diệt hắn đột nhiên giãy rụa phòng ấn nắm hỗn độn thần thương trong tay đâm về phía cánh tay trên hư không ừ. luân hồi thiên đế hơi có chút kinh ngạc phảng phất như không rõ vì sao khương tư nam có thể giãy rụa ra bản thân trói buộc cánh tay của hắn lật lên đập xuống một trường âm âm đánh mảng đất mảng lớn hư không chôn vùi khương tư nam giống như một chiếc thuyền nhỏ trong gió lốc lập tức bị một trường đập bay ra ngoài đệ tử mới của lão gia hỏa thái sơ kia sao quả nhiên là có chút ít ý tứ nhưng người vẫn quá non và xanh lắm luân hồi thiên đế thản nhiên nói trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần mang sáng chói như lợi kiếm xuyên thủng hết thảy trực tiếp bắn về phía mi tâm của cường tử nam giờ khắc này gió lạnh cuồn cuộn cường tử nam phảng phất như cảm thấy tử vong uy hiếp hắn không cần suy nghĩ hồng bông thế giới đột nhiên bay ra thần được mình bồng thúc dục hồng bông tạo hóa tháp trực tiếp cắn nát hai đạo thần vang. hồng bông thế giới hào hạo đãng đáng trong đó sừng sững một cửa tháp đỉnh thiên lập địa ở trong hư không tàn mát ra hào quang bất hủ mà luân hồi thiên đế nhìn đến hồng bông thế giới thì sắc mặt lập tức đại biến khó có thể bảo trì bình tĩnh cùng đại nhạt như trước kia đáng chết người đặt thần vương cảnh làm sao có thể dùng hợp hồng bông tạo hóa tháp trong miệng của luân hồi thiên đế tản mát trả sát cường ngợp trời nhìn chăm chăm khương tư nam trong ánh mắt có lửa đình lập lòe phảng phất như khương tư nam dung hợp hồng bông tạo hóa tháp xúc phạm nghịch lần của hắn âm âm bằng đến bằng lớn thần quang hủy diệt từ trong hư không rời xuống trong ánh mắt của luân hồi thiên đế có hỏa diễm rừng trực đốt cháy tứ phương bao phủ về phía khương tư nam hư không cũng bắt đầu thiểu đốt, mang đến mảng lớn, ngọn núi hóa thành hư vô. Cảnh tượng tượng như diệt thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà cường tư nam thì triển khai hồng bồng thế giới, trốn ở trong hồng bồng thế giới. Những thần quang hủy diệt cùng hỏa diễm kia rơi xuống, tất cả đều bị một tầng ánh sáng chắn ở bên ngoài. Mặc dù luân hồi thiên đế chỉ là một tiên nguyên thần, nhưng công kích quá kinh khủng, con chỉ là nửa bước thiên đế, chỉ sợ cũng lập tức sẽ bị diệt sát ngay cái này là lực lượng của thiền đế chính thức sao? Tùy sắc mặt của Khương Tư Nam có chút tái nhợt, nhưng trong nội tâm không khỏi lộ ra một loại hướng tới. Cũng không biết qua bao lâu, thần quang hủy diệt trên hư không biến mất, mà khuôn mặt của luân hồi thiền đế cũng trở nên nhạt đi rất nhiều. Ánh mắt ta dị nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam thật lâu, than nhiên nói, rất tốt, ta nhớ kỹ người, hồng bông tàu hóa tháp tạm thời để ở trên người của ngươi, ta sẽ đích thần tới đấy. Vèo Khuôn mặt của luân hồi thiên đế Lập tức trách nát Hóa thành một mảnh quang vũ Cuối cùng hào quang điểm điểm Tạo thành một đạo ấn ký thần bí Lập tức xuyên thủng thời không vô tận Xung nhập đến trong thân thể Khương Tư Nam Trong nháy mắt ấy Sắc mặt của Khương Tư Nam vô cùng khó coi Hắn cũng biết rõ Luân hồi thiên đế ở trên người của hắn Để lại một đạo ấn ký Đến lúc đó dựa vào sự ấn ký này Là có thể tìm được hắn nếu chân thân của luân hồi thiên đế hàng lâm, chỉ sợ ngay cả hồng bông tạo hóa tháp cũng bảo hộ không được hắn. Xem ra đánh vụ trận này xong, ta phải nhanh nhanh chóng chóng tiến về hỗn độn vực hải thôi. Trong đội tâm Khương tư nam sinh ra một loại gấp gáp. Ở bên trong tiên giới, thực lực của hắn đã đạt đến bình cảnh, muốn đột phá đến thần đế cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có đi hỗn độn vực hải rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng cuối cùng rơi vào trên thân đám người diễu chân tông trong ánh mắt tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng vô cùng ngay cả nguyên thần của luân hồi thiên đế cũng không thể đối phó khương tư nam vậy bọn họ còn có thể có biện pháp gì đây hôm nay nhìn khương tư nam trên hư không giống như nhìn một tử thần bọn hắn chưa từng cảm giác được tử vong vậy mà cách mình gần đến như vậy cả đám nhịn không được toàn thân run rẩy trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi khương tư nam luân hồi tiền đế đã để lại ấn ký trên người của ngươi hắn rất nhanh sẽ từ trong hỗn độn vực hải trở lại đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ tức thời thì nhanh nhanh tranh thủ thời gian trốn đi nếu không đến lúc đó chẳng những ngươi kể cả tất cả thần nhân bằng hữu của ngươi đều phải chết liễu trần tổng bỗng nhiên nhìn cường từ nam giống to một tiếng nhưng trong thanh âm lại mang theo một tiếng hoài mạnh trong yếu hiển nhiên thì hắn cũng hơi sợ dù hắn đã được bước tiền đế nhưng đối mặt với thiếu niên giống như sát thần kia, hắn một chút biện pháp cũng không có. Vậy sao? Nhưng trước khi hắn đến đây, đầy đủ ta giết sạch bọn ngươi rồi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, toàn thân có kim hà sáng chói, hồn độn thần thương quanh quẩn lấy sát khí ngập trời, xài bước về phía mọi người kia. Chúng ta đi! Liệu Trần Tổng cuối cùng không có dũng khí chiến đấu với Khương Tư Nam? Oán độc nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, sau đó nhìn các tiền vương trưởng lão nói một tiếng đi muốn xe trách hư không ly khai âm âm nhưng vào lúc này khương tư nam đột nhiên triển khai hồng bông thế giới thế giới hạo hạo đẳng đẳng như tinh thần từ trên chín tầng trời rơi xuống trực tiếp bao phủ tất cả mọi người ở trong hồng bông thế giới kỳ thật trực tiếp phóng ra tiểu thế giới của bản thân là một loại cách làm mạo hiểm bởi vì tiểu thế giới chính là lực lượng bản quyền của cương giả tiền đạo nếu nó tổn hại nhà thì đạo cơ hủy hoại chỉ trong giây lát cuộc đời này không thể tấn trước năng thế giới hủy người vong hồn phỉ phách tán bất luận là thần thông cường đại hay là tiên thiên linh bảo cường đại cũng có thể tạo thành tổn thương rất lớn với tiểu thế giới nhưng cương tư nam lại căn bản không có loại băn khoăn này hồng mông thế giới của hắn hôm nay phảng phất như đã tạo thành một tinh không mênh mông kéo ức trăm triệu dặm so với tiểu thế giới của nửa bước tiền đế thì lớn hơn vô số lần, vô cùng vững chắc. Cường giả tiên vương căn bản không có khả năng tạo thành tổn tương. Lại nói hồng bông tạo hóa tháp chân áp ở trong đó, khiến cho hồng mông thế giới phản phất như vũ trụ chân thật, đã có được một đoạn uy lực khó lường. Cho nên sau khi thu vào hồng bông thế giới, liệu Trần Tông cùng với các tiên vương trưởng lão đều cảm thấy không đúng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, đây là tiểu thế giới sao? Đây quả thực là một phương đại vũ trụ Ôi trời ơi Hắn là thần phương cảnh à Làm sao có thể có được tiểu thế giới khủng bố đến như thế Nhất định là hồng mông tạo hóa tháp Đáng giận thật Vì cái gì Chỉ bảo bực này hết lần này tới lần khác Rơi vào trong tay của hắn chứ Chúng ta đều xong rồi Không còn có bất cứ cơ hội nào rồi Cương tư nằm lăng không và đứng Nhìn các tiên vương trưởng lão Của thái sở thanh địa ở phía dưới Trong ánh mắt lộ ra sát khí lạnh như băng Bên trong hồng mông thế giới Hắn là vương giả khống chế hết thảy Không có bất kỳ người nào có thể cản ý chí của hắn Còn như là nửa bước tiền đế Cũng làm không được Hơn nữa bị Khương Tư Nam thu vào Trong hồng bông thế giới Chỉ có cương giả tiên vương cảnh trở lên Dưới tiên vương cảnh Khương Tư Nam tạm thời không để ý đến Đã biết tình hình của bản thân Kể cả liễu chân tông Ở trong tất cả tiên vương trưởng lão Trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng Nhìn sát cơ trong ánh mắt của Khương Tư Nam càng ngày càng hừng hực. Liễu Trần Tông bỗng nhiên cắn răng, đột nhiên quỷ lại Khương Tư Nam. Liễu Trần Tông làm như vậy, để tất cả tiên phương trưởng lão của Thái Sứ Thánh Địa biến sắc. Khương Tư Nam cũng hơi sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới, Liễu Trần Tông sẽ làm ra cử động như vậy. Khương Tư Nam, ta thừa nhận sự cường đại của ngươi. Ở trong tiểu thế giới của ngươi, ta căn bản không có bất luận khả năng đánh bại ngươi một cách nào, hoặc đào tẩu cũng không được nhưng ta không muốn chết Tâm quyền ý phụng ngươi làm chủ chuyện để đầu nhập vào dưới trướng của ngươi liễu trần tông cực kỳ lưu mảnh nói liễu trần tông người cái tên phản đồ này người phản bội luân hồi tiên đế ngày hắn trở lại người hắn phải chết không thể nghi ngờ một tiền vương trưởng lão trong ánh mắt lộ ra thần sắc vẫn độ chỉ vào liễu trần tông chửi ầm lên liễu trần tông lúc ấy ta thật sự là mắt bị mù dãy dỗ ra một bạch nhãn lang như người Luân hồi thiên thế đã không bỏ qua cho người đâu. Người phản bội thái dơ thánh địa, Đồng nhập vào dưới trướng tiểu tử này. Nhưng bản thân tiểu tử này cũng khó bảo toàn tánh mạng. Làm sao có thể bảo vệ được ngươi chứ? Một bàn lão mặc cầm bào chỉ vào Liễu Trần Tông, thành ngầm sắc bén nói. Oanh! Ánh mắt của Liễu Trần Tông đột nhiên lóe lên. Trong tay xuất hiện hai thành tiên kiếm mỏng như cánh ve, rừng rực trói mắt. Trở tay liền đâm vào lồng ngực của hai tiên vương kia cộng thêm ký tức tiền đạo cường đại tràn ngập quy tắc chi lực cổ đáng trực tiếp cắn nát nguyên thần của hai tiền vương trưởng lão này trong ánh mắt của hai tiền vương trưởng lão tràn đầy thân sắc khó có thể tin một câu cũng không nói được trực tiếp hóa thành tro bụi chủ nhân hai người này gian ngoan mất linh nên giết từ hôm nay trở đi ta phát thiên đạo thệ ngôn đầu nhập vào chủ nhân nếu như ta phản bội để cho ta hồn phi phát tán trọn đời không được siêu sinh liễu Trần Tông giết hai người kia xong, mặt không đổi sắc, trực tiếp quỳ xuống, hơn được phát tiền tạo thể ngôn ngay lập tức. Khương từng Nam hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Không thể không nói, Liễu Trần Tông là một chân tiểu nhân, vì sống sót, ngay cả sự tình phản bội tông môn khi sư diệt tổ cũng có thể làm ra. Người như vậy nếu dựa vào mình, có bảo toàn tương lai sẽ tiếp tục phản loạn. Nhưng đây cũng là một kiếm hài lưỡi, dùng tốt có chỗ trọng dụng, dùng không tốt ra hại chính mình chứng kiến trong ánh mắt của cương tư nam có sát cơ lập lè kỳ thật trong lòng liệu chân tông cũng tâm thần bất định hắn không biết cương tư nam có thể dưới sự giận dữ trực tiếp giết mình hay không cho nên hắn nhất định phải đánh cược một lần đánh bạc thắng mới có thể sống sót hắn cũng là một phạm nhân thôi trải qua thiên thân vạn khổ một đường đi tới địa vị hôm nay hắn không muốn cứ như vậy không công chết đi hắn còn muốn theo đuổi trường sinh cùng bất hủ vĩnh hằng mà hắn ở trên người cương tư nam thấy được hy vọng cho ta một cái lý do không giết người nào cương tư nam trầm ngâm thật lâu cuối cùng vẫn lạnh như bằng nói chủ nhân ta đi qua hỗn độn vượt hải ta biết rõ vĩnh hằng đế lộ ta biết rõ bí mật thành đế nếu ta mang chủ nhân tiến về hỗn độn vượt hải nhất định có thể cho chủ nhân ở trong thời gian ngắn đột phá đến thần đế chi cảnh Liệu trần tông không chút do dự nói ra những đời này của hắn lập tức để cho khương tư nam động tâm rồi buông ra buồn mạng nguyên thần của ngươi nào khương tư nam lạnh lùng nói sát cơ cường đại lập tức bao phủ lấy liễu trần tông liễu trần tông không có do dự chút nào trực tiếp thả ra bản nguyên minh thần sau đó mặc cho khương tư nam ở trong đó để lại một tiền nguyên thần lạc ấn cùng với cấm thần đại trận nếu hắn dám có nhị tâm chỉ cần khương tư nam tâm niệm vừa động nguyên thần của hắn sẽ triệt để hóa thành hư vô. Hắn không do dự cũng cứu được hắn một mạng, bởi vì Cương Tư Nam đã quyết định chủ ý, chỉ cần Liễu Trần Tông có bất kỳ do dự, liền lập tức ra tay Thánh chết. Tham kiến chủ nhân. Bị xếp xuống nguyên thần lạc ấn, trong ánh mắt của Liễu Trần Tông lại thêm vài phần cung kính, nhìn Khương Tư Nam thì lễ thật sâu. Về sau cứ gọi ta là công tử là được, không cần phải gọi chủ nhân đâu. Vâng, công tử, Ánh mắt của Khương Tư Nam cuối cùng rơi vào trên người hơn với tiên vương trưởng lão còn lại. thanh nhiên nói, bọn hắn làm sao bây giờ? Tiên vương trưởng lão còn lại, cả đám cầm như hến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Vừa rồi Liễu chân Tông giết hai tiên vương trưởng lão, đã trên để chân nhiếp bọn hắn. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào công tử. Công tử đã nhận thái sở tiền đế truyền thừa, điện là chủ nhân hoàn toàn xứng đáng của thái sở thánh địa. Cái tên kịch đồ luân hội thiên đế kia sớm muộn gì cũng chết ở trong tay công tử thôi. Lập tức có tiền vương trưởng lão nhảy ra ngoài, nhìn cương Tư Nam cùng cùng kính kính quỷ sát sắt. Những tiền vương trưởng lão đã cũng thầm bắn một tiếng. Hôm nay thấy được hy vọng sống. Cả đám đều không cần mặt nữa, nhìn cương Tư Nam quỷ xuống. Công tử, những người này đều là tiền vương trưởng lão của thái sở thanh địa. Nếu giết đi cũng có chút đáng tiếc, không bằng thu phục bọn chúng, coi như là trợ lực không nhỏ đâu một khi công tử tiến về hỗn độn vực hải, bọn hắn cũng có thể trở thành hộ vệ cho người nhà của công tử. Liễu Trần Tông chậm rãi nói, tốt. Cương Tư Nam nhẹ gật đầu, trực tiếp tay áo vùng lên, đưa những tiền phương trưởng lão này về cho phụ phần vẫu thân, để cho bọn hắn gieo xuống nguyên thần lạc ấn, thu phục những tiền phương trưởng lão này. Cuối cùng ánh mắt của Khương Tư Nam rơi vào trên người Liễu Trần Tông thản thiền nói, tại sao lại lựa chọn ta? Người thật giống như nhìn ra điều gì phải không Ánh mắt của Liễu Trần Tông đột nhiên co lại Nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh Cười khổ một tiếng nói Công tử thật sự là tuệ nhãn Không sợ công tử chê cười Tuy ta là sợ chết Nhưng cũng là nửa bước tiền đế Nếu nhẹ nhàng đồng nhập vào một người như vậy Chẳng những tổn hại đạo tâm Để mình tương lai không có bất kỳ khả năng tiến lên Hơn nữa ta cũng không cam tâm Nhưng công tử thì bắt đồng rồi Đầu nhập vào công tử ta phục Á à, Khương Tư Nam hơi có chút nghi hoặc Công tử chắc hẳn cũng biết Hồng bông tạo hóa tháp căn bản không phải bảo vật Đồn đại đó chính là hình thức ban đầu Của một vũ trụ Hơn nữa còn là hình thức ban đầu Của bất hủ vũ trụ Cái gì? Cái này đến phiền Khương Tư Nam chấn kinh Hồng bông tạo hóa tháp dĩ nhiên Là hình thức ban đầu của một bất tử vũ trụ sao? Bất hủ vũ trụ là cái gì? Đây chính là thế giới trong hỗn độn Bất hủ bất diệt Tồn tại vĩnh hằng thậm chí được xưng là thiên quốc tịnh thổ, có thể ngăn cản hỗn độn nguyên thú, thú triều xâm nhập. Cầu trong thiên tiền giới, nhiều tiên đến như vậy, một bậc truy cầu không phải là bốn phiến vũ trụ này hóa thành bất hủ vũ trụ sao? Cho đến lúc đó, mới có thể ứng đối đại kiếp trong tương lai. Nếu hồng mông tạo hóa tháp là hình thức ban đầu của một bất hủ vũ trụ, vậy chẳng phải đại biểu cho trong hồng mông tạo hóa tháp, ẩn chứa luân hồi nguyên vẹn. Công tử, hồng bông tạo hóa tháp so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí cùng cường đại hơn mà công luân hồi thiên đế cũng không có khả năng coi trọng đến như thế năm đó thái sự thiên đế cũng không có khả năng gặp đến các thiên đế vây công thật sự là hồng bông tạo hóa tháp hấp dẫn quá lớn nếu trần tông chậm rãi nói ra nếu dùng hợp hồng bông tạo hóa tháp thì có thể đột phá tiên đế cảnh tấn thăng đến chúa tể chi cảnh đến lúc đó bất hủ vũ trụ ở trong hỗn độn bất tử bất diệt chú tể cũng sẽ vĩnh hằng bất tử bất diệt cái này đối với tiền đế mà nói là hấp dẫn lớn cỡ nào cho nên công tử có thể được hồng bông tạo hóa tháp lại ở thần phương cảnh bắt đầu dung hợp cho ta thấy được hy vọng công tử thành tựu chú tể vô thượng mà đồng nhập vào một chú tể tương lai chỉ sợ rất nhiều cường giả tiền đế muốn làm cũng làm không được ta lại có cái gì không cầm lòng kia chứ trong nội tâm của Khương Tư Nam không ngừng suy nghĩ Tin tức của Liễu Trần Tông Thật sự có chút rung động rồi Nếu thật như thế Vậy chỉ sợ hồng bông tạo hóa tháp Đã vượt ra dữ liệu của mình Khương Tư Nam lại nghĩ tới Sự tình hồng bông tạo hóa tháp Chủ động thôn vệ lục đạo luân hồi đại trận Hơn nữa hồng bông thế giới của mình Cũng bắt đầu nhiễm lên Một tia ký tức luân hồi Nếu hồng bông tạo hóa tháp Là hình thức ban đầu của bất hủ vũ trụ Vậy hết thảy đều có thể giải thích thông. Vậy năm đó thái sơ thiên đế, vì sao không dung hợp hồng bồng tạo hóa tháp? Khương Tư Nam ngại hỏi nghi vấn trong lòng mình. Nếu thái sơ thiên đế dung hợp hồng bồng tạo hóa tháp, thành tựu chút tế vô thượng cảnh, vậy thì làm sao có thể bị người ta vây công, phải giả chết và thoát thân? Thái sơ thiên đế không phải không muốn dung hợp, mà là không có cơ hội. Trong ánh mắt của Liễu Trần Tông lộ ra một tia cảm khái nói, nhưng năm đó trận chiến ấy Ta cũng biết Kỳ thật hồng bông tào hóa tháp Là thái sở thiên đế ở trong kiểm cảnh lấy được Lúc đó còn có mấy vị tiền đế khác biết Thái sở thiên đế còn chưa kịp dung hợp Đã bị các tiền đế vây công Hơn nữa ta còn nghe nói nằm đó ngay cả thái sở thiên đế Cũng không thể để hồng bông táo hóa tháp Hoàn toàn nhận chủ Hôm nay xem ra thật đúng là thiên mệnh sở quy Công tử mới là chủ nhân thiên định Của hồng bông tào hóa tháp Thì ra là như vậy à Cương Tư Nam nhả gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút trùng động. Có thể thấy, hình thức ban đầu của vũ trụ bất hủ, luyện hóa thành hồng bông tạo hóa tháp. Rốt cuộc là ai mới có thể có thủ bút lớn như thế? Chẳng lẽ là chú tể vô thượng trong truyền thuyết kia sao? Nghĩ tới đây, Cương Tư Nam vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé. Đối với thực lực tăng lên càng ngày càng bất thiết. Hôm nay, hồng bông tạo hóa tháp cùng tiểu thế giới của ta dùng hợp quá chậm. Như thế đến mà xem, còn như ngàn năm vạn năm cũng không nhất định có thể triệt để dung hợp. Nhưng chúng ta đã không có nhiều thời sở như vậy. Theo tin tức từ trong hỗn độn phượng Hải truyền đến, chỉ sợ hỗn độn Nguyên Thú Thú Triều cách đã không xa, Đại Kiếp cũng sắp tới rồi. Khương Tư Nam khẽ cao mày nói, Đại Kiếp đã tới rồi sao? Thân sắc của Liễu Trần Tông cũng ngừng tụ mà nói, Công tử à, kỳ thật biện pháp dung hợp hồng bồng tạo hóa tháp tốt nhất, là thôn phệ hỗn độn quyền thú đấy. Thôn phải hỗn độn quyền thú sao? Không sai, hỗn độn quyền thú là năng lượng mặt trái trong hỗn độn vực hải biến thành, mà vũ trụ của chúng ta là năng lượng chính diện biến thành. Chỉ có bất hủ vũ trụ mới có thể để cho cả hai đạt tới dung hợp hoàn mỹ. Có thiên đạo luân hồi, có chúng sinh bất hủ, cho nên kỳ thật luân hồi trì lực là năng lượng mặt trái trong hỗn độn vực hải. Chỉ cần chủ nhân không ngừng đánh chết hỗn độn quyền thú, sau đó thôn vệ lực lượng của chúng nó. Như vậy luân hồi chi lực trong thế giới của công tử sẽ càng ngày càng mạnh, cũng sẽ tăng nhanh dung hợp với hồng mông tạo hóa tháp. Đến lúc đó, chủ nhân tấn thăng đến vô thượng thần đế chi cảnh, chỉ sợ không có một chút bình cảnh nào. Nói xong câu cuối cùng, ngay cả liễu chân tông cũng có chút kích động. Nếu như cường từ nam thật có thể thành tựu chúa tể vô thượng, vậy thì hắn cũng có thể ở trong đại kiếp sống sót thậm chí coi như chứng đạo thành đế cũng không phải là một vấn đề xem ra ta phải nhanh chóng tiến về hỗn độn vực hải thôi ánh mắt của cương tư nam lóe lên trong nội tâm đã tuôn ra một loại cảm giác gấp gáp nếu đoàn hồi thiên đế thật sự trở lại dùng chiến lược của hắn hôm nay căn bản không thể nào là đối thủ của thiên đế chỉ có trong hỗn độn vực hải hắn mới có thể nhanh chóng lớn lên liễu trần tông người lấy tài nguyên bảo vật trong thái sở thanh địa ra đi. Cương Tư Nam cuối cùng nhìn thoáng qua liệu chân tông, phần phó nói. Công tử, tài nguyên của thái sở thanh địa xác thực rất phong phú và khổng lồ, nhưng có thể trợ giúp công tử chỉ sợ không nhiều lắm. Nhưng ta thấy thần thương của công tử, đến nay vẫn là khí phôi. Thái sở thanh địa có rất nhiều tiên thiên thần cấm, vô cùng cường đại. Nếu dùng nhập vào trong thương, có thể trực tiếp tiến hóa thành tiên thiên linh bảo cực phẩm đợi đến lúc công tử đột phá đến thần đế chi cảnh, có thể trở thành tiền thiên trí bảo rồi. Liễu Trần Tông mở miệng nói, lấy ra một càn khôn giới chỉ đưa cho Khương Tư Nam. Trong thái sở thánh địa, tất cả bảo vật đều ở trên người trường giáo, cho nên trong càn khôn giới chỉ này, có thể nói là chính là chín thành tài nguyên cùng bảo vật của thái sở thánh địa. Khương Tư Nam nhận lấy, nguyên thần thăm dò vào trong, quả thực vị chấn kinh tuôn rồi. Càn khôn giới chỉ cực kỳ lớn, như một phương tiểu thế giới trong đó chất đầy các loại tiên đan tiên khí thiên tài địa bảo cùng với tiền tình hội tụ thành trường hà tiên thiên chi khí các loại trận pháp tài điệu khôi đổi chiến tướng tàn bát ra ký tức cường đại dù đặc cương tư nam kiến thức bất phàm cũng cực kỳ chấn động ở trong đó kém cỏi nhất cũng là tiên khí thượng phẩm tăng thêm tiên khí cực phẩm không biết có mấy chục vạn phiêu phù ở trên hư không như là một mảnh hào quang sáng chói mà các loại tiên thiên linh bảo tàn mát ra linh tính cường đại, ẩn ẩn có xu thế phá diệt hư không. Đây là thái sở thánh địa tích lũy vô số năm. Bất luận kẻ nào nếu có thể có được tài nguyên lớn như vậy, sẽ lập tức có thể khai sáng ra một đại thánh địa. Tuy số lượng chứng tài nguyên này cực kỳ khủng bố, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói, đã không có trọng dụng gì. Bất có dùng để đề thăng người ở Khương Tộc vẫn rất không tệ. Khương Tư Nam ở trong càn khôn giới chỉ tìm kiếm một phen, cuối cùng thấy được một mảnh kết giới đủ mọi màu sắc. Ở trong đó có pháp tắc cường đại chấn động, tiền thiên thần cấm. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức nhận ra, ở trong kết giới khoảng chừng trên trăm đạo tiền thiên thần cấm cường đại, tương đảm như thiên hạ đổi chiều, sáng chói chói mắt. Tiền thiên thần cấm chính là đại đạo pháp tắc tiền thiên sinh ra, ẩn chứa bí mật thiên đạo. Những tiền thiên thần cấm này đều đặc kỳ vật trong hỗn độn vô cùng cường đại chính thể thay sở thanh địa chân tàng mỗi đấy là một tạo ít nhất cũng có thể đổi một kiện tiên thiên linh bảo cực phẩm căn bản không phải tiên thiên thần cấm rác rưởi trong những tiên thiên tinh bảo kia có thể so sánh được liễu trần tông ở một bên giải thích nói cương tư nam nhẹ gật đầu hắn cũng phát hiện bên cạnh những tiên thiên thần cấm kia đều có giới thiệu chi tiết thôn phệ thần cấm chất chứa pháp tắc thôn phệ có thể thôn phệ tinh khí vạn vật bổ cho bản thân chưa đủ cũng có thể thôn phệ khí huyết nguyên thần sinh linh diễn thiên địa sinh cơ ngũ hành thần cấm chất chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành trì đực diễn biến ngũ hành sinh diệt trì đạo nguyên vẹn đối với ngũ hành linh bảo có khắc chế thật lớn toái hư thần cấm chất chứa đại phá diệt đại hư vô trì đực cương tư nam nhìn xuống phát hiện những tiền thiên thần cấm này đều cực kỳ cường đại hơn được có chút tiền thiền thần cấm cất chứa pháp tắc cực kỳ nguyên vẹn tàn ba trà đình tính kinh người nhưng trong tiền thiền tình bảo cực phẩm chỉ có thể dung bởi loại tiền thiền thần cấm cho nên khương tư nam cần tinh tế đi cân nhắc cùng suy nghĩ cuối cùng hắn xem xong tất cả tiền thiền thần cấm chọn ra tiền thiền thần cấm cần dung nhập hỗn độn thần thương ngũ hành thần cấm âm dương thần cấm thời không thần cấm sa tục thần cấm thôn vệ thần cấm tịch diệt thần cấm hỗn độn chân đôi thần cấm diệt thế thần cấm đại quang minh thần cấm đại hắc ám thần cấm sở dĩ lựa chọn bởi đoại tiền thiên thần cấm này ngoại trừ bởi vì bởi đoại tiền thiên thần cấm này là bởi loại cường đại nhất cũng bởi vì khương tư nam cần nhắc đến đặc tính của hỗn độn thần thương cơ hồ đã không có gì không hòa tan chính là hỗn độn thần thiết tạo thành hỗn độn thần thiết đó là thiên thải địa bảo chế tạo tiền thiên trí bảo Khương Tư Nam càng có tâm tư để hôn độn thần thương tương thai tiến hóa thành tiền thiên trí bảo. Dung! Trong tay Khương Tư Nam nhanh chóng kết ấn, lập tức có trăm ngàn đạo phủ văn lập lòe. Hôn độn thần thương sáng chói chói mắt, Tản ma trạt thành âm ông ông chiến minh. Đối với Khương Tư Nam, cực kỳ không muốn rời xa. Mà mười đạo tiền thiên thần cấm kia, ở dưới sự khống chế của Khương Tư Nam, lập tức hóa thành từng đạo hào quang dung nhập đến hỗn độn thần thương. Một cỗ khí thức thần bí cổ xưa, bao tà, mờ mịt mà tràn ngập giết chóc tràn ngập ra. Hỗn độn thần thương phảng phất như trở nên có chút bất đồng, càng thêm độ điểm thâm trầm, nhưng lại càng giống như một thành giết chóc trì bình. Hỗn độn thần thương đã triệt để biến thành thần khí giết chóc. Khương Tư Nam nắm trong tay, lập tức có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Hơn đỡ cảm giác phảng phất như một thương đôi tay, coi như đã đi khiêu chiến vô thượng tiền đế cũng có thể chiến thắng. Thường tốt. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra vui vẻ, hỗn độn thần thương phát ra phong mang, hư không xung quanh run lên nhẹ nhẹ. Có thể tưởng tượng một khi chuôi thần thương này toàn bộ bộc phát ra sẽ có được lượng cường đại như thế nào. Liễu Trần Tâm, người cùng ta chung một chỗ tiến về lục đại thánh địa khác, Lục trường phải cường giả tiền đạo đến thái sơn đại thế giới đối phó với ta, hôm nay bọn hắn cũng nên trả giá rồi. Ánh mắt của cường Tư Nam sáng quắc, lạnh giọng nói. Vâng. Trong nội tâm của Liễu Trần Tông dùng mình, vội cung kính gật đầu đáp ứng. Huyền không sơn thánh địa, ở phía nam thái tiêu thiên, chính là yêu tộc thánh địa. Có một số thiên yêu vương cường đại toạn trấn, thông tin ước trăm triệu dặm sơn mạch. Nghe nói trong thời kỳ viễn cổ, phượng hoàng nhất tộc tổ long nhất tộc cùng với thượng cổ thần thú đều thuộc về yêu tộc cộng đồng thành lập nên viện cổ yêu tộc thiên đình uy chấn cửu trọng thiên tiền giới thông lĩnh một thời đại lớn nhưng lúc này yêu đế kinh tài tuyệt diễm nhất của yêu tộc thiên đình mưu toàn dùng sức một mình thành lập luân hồi để cho vũ trụ này tấn thăng thành bất hủ vũ trụ cuối cùng thất bại yêu tộc thiên đình cũng sụp đổ theo cũng từ lúc ấy bắt đầu Phương hoàng nhất tộc tổ long nhất tộc dần dần thoát ly khỏi yêu tộc, tự thành bột tộc. Hôm nay huyền không sơn thánh địa, không còn huy hoàng như thời kỳ viễn cổ, đi về hướng xuống dốc. Trong hư không tới gần huyền không sơn thánh địa, Chuyển đến thanh âm oán trách. Đại ca, người cũng quá không hiền hậu đi, vậy mà một mình diệt thái sở thánh địa. Lúc này đây huyền không sơn thánh địa, nhất định phải cho chúng ta theo đấy. Năm đó tất thiên hạ giới, chúng ta cũng bị khi dễ thật thế thảm. Lúc này đây ta xem bọn hắn còn dám hung hăng càn quấy hay là không. Tiểu hòa thượng xếp bằng ở trên đài sen, nhưng trên mặt không có một tia uy nghiêm của Phật tổ, trừng mắt to bóng bẩy nói với Khương Tử Nam. Không sai đại ca, cái bọn tôm tép này không cần đại ca tự mình xuất thủ đâu, chúng ta có thể diệt bọn hắn. Đoan Bộc Hàn cũng thạnh tùng nói, trong ánh mắt sát cơ như thực chất. Từ khi nguyên thủy ma thể thức tỉnh, đoan mục hàn càng lúc càng giống như một ma chủ tuyệt thế mà khí cuồn cuộn uy năng thiên hạ dùng chiến được của đại ca hôm nay trong cựu trọng thiên tiền giới không có tiên đế tọa trấn đủ để quét ngang quần hùng năm đó thất tiền hạ giới chỉ sợ bọn họ cũng không ngờ thiên đạo tuần hoàn báo ứng khó chịu đến như vậy mà nhanh như vậy cái này là lực lượng nhân quả có nhân tất có quả thôi trong mắt của vương phú thần lộ ra một tia mờ ảo Nhanh nhạt, nói đang như vậy vậy thì làm phiền ba vị hiền đệ huyền không sơn thánh địa này giao cho các ngươi ta đến áp trận khương tư nam mỉm cười trong ánh mắt có một tia tự tin cường đại thái sơ thánh địa đặc cường đại nhất trong thất đại thánh địa ngay cả thái sơ thánh địa cũng bị diệt huyền không sơn thánh địa tự nhiên cũng không nói trời. quả nhân vừa đến huyền không sơn thánh địa bọn hắn liền bị phát hiện mấy tiền điều phương khí tức ngập trời bay đến trong ánh mắt mang theo thần sắc khát máu cùng cẩn thận hiển nhiên trong người trước mặt để bọn hắn có chút kiêng kỵ hơn mười cương giả tiên vương đồng thời xuất động hơn đã không che giấu khí tức trên thần nhất định đặt hai giả bất thiện chỉ là bọn hắn còn sờ không rõ năm người cương tư nam có địa vị gì hiển nhiên chuyện đã xảy ra ở thái sơ thánh địa còn không có rơi vào trong tay huyền không sơn thánh địa các người là người phương nào vì sao tự tiện xông vào huyền không sơn thánh địa chúng ta một thiên yêu vương trên đầu có hổ giác khí tức vô cùng cường đại khôi ngộ quát lạnh toàn thân sát khí ngập trời chúng ta là người nào ư tiểu hòa thượng cùng đám người đoan bộc hàn nhìn nhau đều nở nụ cười chúng ta là người muốn mệnh của các ngươi giết cho ta quay miệng của đoan bộc hàn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn trong tên đột nhiên xuất hiện phương thiên họa kích Hạc quàng dậy sóng như từ thần hàng tâm trực tiếp bao phủ thiên yêu vương ở trước mặt. Tiểu Hoa thượng cùng bọn người long hoàng cũng vẻ mặt hưng phấn đánh về phía huyền không sơn thánh địa. Âm, uhm, âm, uhm. thiên bằng địa liệt, thần quang tung hoành nghìn vạn dặm, cưng giả tiên vương giao chiến mạnh bao nhiêu, đủ để phát diệt một phương đại lục, quét ngang một phiến hư không. Coi như huyền không sơn thánh địa có đại trận đế cấp thủ hộ, nhưng cũng trầm rầm rung động, tựa như đã diệt thế đến nơi trong huyền không sơn thánh địa cả đám yêu độc tu vi nhỏ yếu tất cả sắc mặt đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời không biết huyền không sơn thánh địa đến cùng cây cừu ra nào vậy mà sẽ phát động cuộc chiến diệt môn lôi đình rừng được chói mắt trong hư không tiếng thét như lôi đình hư ảnh bạch hồ cực kỳ lớn cự giá phát ngang phía chân trời kim cương hùng uy mãnh bá đạo thiên đàng gần sắc mì tâm có mắt dọc các thiên địa vương cuồng độ cũng thi triển ra thần thông yêu tộc cường đại. Dám xông vào huyền không sơn ta, các người chết chắc rồi. Chỉ đã hơn với cường giả tiên vương liên vong tưởng muốn tiêu diệt huyền không sơn ta. Các người đến cùng là người phương nào? Cái gì? Vạn Phật Thánh Địa, Nguyên Thủy Ba Tông, Trùng Châu Vương Gia, Tổ Lòng Nhất Tộc, Phương Hoàng Nhất Tộc. Các người đều liên thủ sao? Ôi là trời! Chúng ta rốt cuộc trêu chọc người nào? vì cái gì mà các người muốn chung một chỗ nhằm vào huyền không sơn thánh địa chúng ta thế? Mới đầu các thiên yêu vương của huyền không sơn vẫn là thần sắc lạnh như băng. Nhưng mà đến cuối cùng khi bọn hắn nhận ra thần phận của hơn bởi thiên vương kia, trong ánh mắt tràn đầy nét kinh khủng rồi. Không biết nguyên nhân vì sao, huyền không sơn thánh địa các người có nhận ra ta không? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, áo trắng phần phật, đạp ở trên hư không, thân hành to lớn cao ngạo đỉnh thiên thập địa tự nhiên đứng ở trung ương thế giới người là khương tư nam thiên yêu vương của huyền không sơn thánh địa tự nhiên đều nhận ra khương tư nam thậm chí còn nhiều lần mưu đồ hồng mông tạo hóa tháp trong tay khương tư nam nhưng bọn hắn thật không ngờ khương tư nam giết đến nhanh như thế thế nhưng tại sao khương tư nam có thể có năng lượng lớn như vậy điều động nhiều thế lực cường đại như vậy bọn hắn căn bản không nghĩ ra nhưng cũng không cần suy nghĩ. Thấy Khương Tư Nam, bọn hắn đã biết rõ, đây là một hồi chiến đấu không chết không gớt, hoặc là diệt sạch mọi người trước mặt, hoặc là huyền không sơn thánh địa bị tiêu diệt. Rằng rắc, lôi đình bắn về ngọn đối phía dưới, từng đạo đôi đình tráng kiện giống như núi cao, hủy diệt thiên địa, thần bí khó đường. Những thiên địa vương kia cũng bắt đầu nổi điên, bộc phát ra chiến lực cường đại nhưng bọn hắn sao có thể là đối thủ của đám người tiểu hòa thượng đoàn mộc hàn sau khi đại chiến kịch liệt một khoảng thời gian rất nhanh liền rơi vào hạ phong phốc một đạo huyết quang hủy sái thường khung thiên điều vương trên đầu có hổ xác bị long hoàng tổ long kiếm chém thành huyết vụ nguyên thần bị tổ long thần quang quét qua chôn vùi thành hư vô vị thiên điều vương thứ nhất của huyền không sơn thanh địa vẫn là chứng kiến thiên yêu vương hổ giác vẫn lạc còn lại các thiên yêu vương đều vừa sợ vừa giận anh dũng chém giết ai dám đến huyền không sơn ta dương oai vậy thời điểm chiến đấu kịch liệt Việt quang tách ra thương khung một thanh âm uy nghiêm mà hùng hồn vang lên ở trên chín tầng trời rắc rắc một cửa sát sau lưng mọc hai cánh dài đến vạn trượng ngang trời phóng đến trong ánh mắt mang theo vẻ phẫn nộ ngập trời toàn thân hắn phát ra khí tức lạnh như băng phảng phất như vạn dặm địa vực đều đông cứng cả lại. Nửa bước yêu đế à? Ánh mắt của Khương Tư Nam ngừng tụ, cảm giác được cự xa chính là nửa bước yêu đế. Hơn nữa huyết mạch là thượng cổ thần thú rực xa. Chỉ là hôm nay thoạt nhìn huyết mạch hơi mong manh, toàn thân tràn ngập tử khí, đã không còn ở trạng thái đỉnh phong. Giết! Dưới chân Khương Tư Nam khẽ động, hồn độn thần thương trong tay như đã thông thiên thần trụ ngang trời phóng về phía rực xà. Lão Tổ Tông giết những người này, tiêu niên Kiên là Khương Tử Nam. Trên người của hắn có hồng mông tạo hóa tháp. Nếu đạo Tổ Tông nhận được hồng Bông tạo hóa tháp, nhất định có thể chứng đạo thành thế. Các thiên điều phương thấy được rực xà, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc kích động cùng hy vọng, nhìn về phía rực xà hồ lớn. Hồng Bông tạo hóa tháp sao? Toàn thân của rực xà chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam cắt cao nhìn thẳng vào Khương Tư Nam. Tiểu tử, đi chết đi. Dược ra trông đến một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo thần quang màu đen, ẩn chứa lực lượng ăn mòn cùng tịch diệt chi khí mãnh liệt, lan tràn về phía Khương Tư Nam, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là thần thông của dược ra, ẩn chứa pháp tắc, hắc ám cùng ăn mòn, vô cùng cường đại. Coi như là cường giả tiền vương, nếu bị bao trùm, sẽ bị hòa tan vô cùng lợi hại. Nhưng ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, căn bản không có ý tứ né tránh. Trong tay hỗn độn thần thường đột nhiên run lên, một chân đồng kim sắc ngang trời mà đến, ẩn chứa khí tức bạo ngược. Lập tức, cùng khí tức của sực xả đụng vào nhau, đồng thời nổ tung quy về hư vô. Tổ Long bảo thuật, tiểu tử, ngươi thậm chí có tổ Long bảo thuật nguyên vẹn hả? <laughs> cái này thật sự là trời cũng giúp ta. Nếu có tổ Long bảo thuật nguyên vẹn, ta có thể chiết xuất huyết mạch, mượn lực lượng huyết mạch chứng đạo thành đế. Tiểu tử, người nhất định phải chết không thể nghi ngờ, người nhất định phải chết. Dược giả dạ không kinh sợ mà còn thấy nằm mừng, trong ánh mắt lộ ra tham lam cùng thần sắc kích động vô cùng. Làm sao không kích động cho được trước cơ duyên trở thành đế kia chứ? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.